Hi everyone, my name is Nguyễn Thùy Dung. I'm an English teacher from Bồ Đề Secondary School, Long Biên District, Hà Nội, Capital City. Xin chào các em, hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn tập môn tiếng Anh lớp 9 do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên tổ chức. Trong buổi học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập lại chuyên đề ngữ âm Phonetics. Đây cũng là một dạng bài tập thường gặp trong các đề thi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. We're going to revise pronunciation and word stress. Then we do some practice exercises. Let's go! Như các em đã biết, trong tiếng Anh có nguyên âm và phụ âm. Trước hết, ta cùng ôn lại các nguyên âm. Trên màn hình là bảng nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Nguyên âm đơn có âm ngắn và âm dài. Nguyên âm ngắn được phát âm rất nhanh, còn nguyên âm dài được phát âm dài hơn và thường nhận trọng âm. Các em chú ý, có một số cặp nguyên âm ngắn và dài như sau. I, I, ship, ship, a, a, mother, learn, u, u, book, boot, a, cup, car, o, or, hot, door. Các em hãy dành thời gian để quan sát 8 nguyên âm đôi trên màn hình nhé. Còn đây là bảng 24 phụ âm trong tiếng Anh, được chia thành 3 loại bao gồm phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và một số phụ âm khác. Trong khi làm bài tập ngữ âm thì việc nhận dạng các âm vô thanh và âm hữu thanh là điều rất cần thiết. Bây giờ các em thử đặt tay lên trên cổ họng giống như cô, sau đó phát âm hai âm có màu đỏ và màu xanh khác nhau, xem có sự khác biệt gì không nhé. Và ta thấy khi phát âm màu xanh thì cổ họng rung lên vì dây thanh quản rung. Đây chính là phụ âm hữu thanh và một số âm khác. Ngược lại, khi phát âm các âm màu đỏ thì cổ họng không rung vì không có sự tham gia của dây thanh quản. Đây là các phụ âm vô thanh. Sau đây các em cùng làm bài tập luyện tập. Choose the word whose only part is pronounced differently from the others. Question 1. Các em chú ý nhóm chữ cái CH được phát âm là k hoặc ch. Trong 4 phương án này thì B, C, D có phần gạch chân được phát âm là ch. Vậy đáp án ở đây là A, chemistry. Question 2. Nhóm chữ cái TH được phát âm là hoặc v. Trong 4 phương án này thì A, B, C có phần gạch chân được phát âm là f. Vậy đáp án ở đây là D, van. Question 3. Phần gạch chân ở phương án A, B, D được phát âm là a. Nên đáp án của câu này là C, business. Bây giờ chúng ta cùng ôn tập một số quy tắc phát âm cơ bản thường gặp trong các đề thi. Thứ nhất là quy tắc phát âm đuôi S hoặc ES. Thứ hai là quy tắc phát âm đuôi ED. Đuôi S hoặc ES thường gặp trong các danh từ số nhiều hoặc động từ chia thì hiện tại đơn với các ngôi thứ ba số ít. Đuôi ED thường gặp trong các động từ có quy tắc chia thì quá khứ đơn hoặc một số tính từ. Đuôi S, ES được phát âm thành ba âm S, Z và IS. Nếu các từ có kết thúc là một trong năm âm vô thanh k, f, p, t, và f, thì các từ có đuôi es được phát âm là s. For example, books, labs, stops. Đuôi s, es được phát âm là z. Khi các từ có kết thúc là phụ âm hữu thanh, phụ âm khác hoặc nguyên âm. For example, runs, lies, enjoys. Đuôi ES được phát âm là IS với các từ có kết thúc là S, Z, Sh, J, Ch và Sh. For example, misses, teaches, washes. Một số bạn vẫn cảm thấy khó khăn phải không nào? Cô sẽ chia sẻ một mẹo nho nhỏ với các em nhé. Một số từ được phát âm là IS nếu kết thúc bằng cụm chữ cái. Các em hãy xem và nhắc lại theo cô nhé. One, raise, raises,
2. Exercise. Exercises. 3. Language. Languages. 4. Class. Classes. 5. Relax. Relaxes. 6. Church. Churches. 7. Brush. Brushes. Sau đây các em cùng làm bài tập luyện tập. Choose the word whose anal part is pronounced differently from the others. Question 1. Ta thấy hai phụ âm vô thanh t và k ở cả ba phương án B, C, D nên đuôi S được phát âm là s. Vậy đáp án của câu này là A. Phones. Question 2. Phương án A, B, C đều có kết thúc là nhóm chữ cái SS, CH và X. Như cô vừa hướng dẫn, nên đuôi S, ES được phát âm là is. Đáp án của câu này là D. Tables. Question 3. Ta thấy từ vựng ở phương án D có kết thúc là âm vô thanh T, nên đuôi S được phát âm là S. Những trường hợp còn lại là phụ âm hữu thanh, phụ âm khác và nguyên âm, nên đuôi S được phát âm là Z. Vậy đáp án của câu này là D. Bees. Question 4. Như mẹo về nhóm chữ cái cô vừa hướng dẫn, chúng ta dễ dàng nhận thấy phương án A, B, D có phần gạch chân được phát âm là is. Đáp án của câu này là C. Has. Bây giờ chúng ta cùng ôn tập lại cách phát âm đuôi ED. Đuôi ED được phát âm là T khi nó đứng sau các phụ âm vô thanh như K, P, S và Ch. For example, stopped, finished, missed. Đuôi ED được phát âm là D khi nó đứng sau các phụ âm hữu thanh, phụ âm khác hoặc các nguyên âm. For example, claimed, studied, lived. Đuôi ED được phát âm là ED khi nó đứng sau các âm T hoặc D. For example, wanted, needed, suggested. Các em chú ý, một số tính từ có đuôi là ED được phát âm là ED. For example, beloved, naked, wicked, aged. Sau đây các em cùng làm bài tập luyện tập. Choose the word whose anal part is pronounced differently from the others. There are 4 questions and you should spend some time on them. Question 1. Ta thấy ở phương án B, C, D đều có kết thúc là T và D. Vậy đuôi ED được phát âm là ED. Do đó, đáp án của câu này là A. Cleaned. Question 2. Ta thấy từ vựng ở phương án B có kết thúc bằng phụ âm vô thanh K, trong khi ba từ còn lại đều kết thúc bằng phụ âm hữu thanh hoặc nguyên âm. Vậy đáp án ở đây là B. Knocked. Question 3. Ta thấy duy nhất ở phương án B có kết thúc bằng âm D, nên đuôi ED được phát âm là ED. Ba từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là T. Vậy đáp án của câu này là B. Added. Question 4. Các em có nhận diện ngay được trường hợp đặc biệt ở phương án D, naked không? Ba từ còn lại được phát âm là T. Vậy đáp án của câu này là naked. Dạng bài tập tiếp theo của chuyên đề ngữ âm là tìm trọng âm của từ. Một số bạn cảm thấy khó khăn với dạng bài tập này, nhưng nếu chúng ta ghi nhớ được một số quy tắc đánh trọng âm cơ bản thì phần này không còn khó nữa, thậm chí còn có những câu rất dễ ăn điểm. Vậy đó là những quy tắc nào? Chúng ta cùng xem nhé! Quy tắc thứ nhất, đa số các động từ có hai âm tiết thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. For example, relax, include, produce, explain. Tuy nhiên các em hãy chú ý một số ngoại lệ. Nếu âm tiết thứ hai là nguyên âm ngắn thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất. For example, open, happen, visit, answer. Quy tắc thứ hai,
Đa số các danh từ và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất. For example, rainy, mountain, clever, woman. Các em chú ý ngoại lệ, danh từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. For example, machine, hotel. Quy tắc thứ ba, các từ có ba âm tiết trở lên, ta thường đánh trọng âm vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên. For example, economy, industry, intelligent, contaminate. Quy tắc số 4, các từ có hậu tố như IC, TION, ITY và các hậu tố còn lại thì trọng âm rơi vào âm đứng liền trước nó. For example, economic, magical, nation, clarity, musician, English, technology, revision, importance. Các em chú ý ngoại lệ, television. Quy tắc số 5, các từ có hai âm tiết bắt đầu bằng chữ cái A thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. For example, asleep, among, abroad, achieve. Quy tắc số 6, các từ có hậu tố EE, ESE, EER, OO trọng âm thường rơi vào chính các hậu tố đó. For example, Vietnamese, volunteer, shampoo, employee. Như các em chú ý, các đuôi tương tự nhưng trọng âm lại không đánh vào chính nó. For example, coffee, committee. Quy tắc số 7, tiền tố không nhận trọng âm. For example, unfriendly, disability, impossible, understand. Các em cùng làm bài tập nhé. Choose the word that differs from the others in the position of primary stress. Question 1. Bốn phương án đưa ra đều là từ có hai âm tiết, nên các em có thể xét xem đó là danh từ, động từ hay tính từ để tìm được trọng âm của từ. Phương án A là động từ nên trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. Phương án B là tính từ nên trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Phương án C và D đều là động từ nên trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. Vậy đáp án của câu này là B, happy. Question 2. Từ vựng ở phương án A và D đều có hậu tố là TION và IC nên trọng âm được đánh vào âm đứng ngay trước nó, đều là âm tiết thứ hai. Theo phương án B thì tín tố không nhận trọng âm và trọng âm được đánh vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên. Vậy trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ hai. Đáp án của câu này là C, environmental. Question 3. Phương án B có từ hai âm tiết bắt đầu bằng chữ cái A nên trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. Phương án C và D là động từ có hai âm tiết nên trọng âm được rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy đáp án của câu này là A, open. Question 4. Bốn phương án của câu hỏi này đều nằm trong 7 quy tắc đánh trọng âm cơ bản vừa rồi. Từ có hai âm tiết bắt đầu bằng chữ cái A nên trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai. Các từ có hậu tố ICAL và ITY trọng âm rơi vào âm đứng liền trước. Các em có thể nhận diện được trọng âm thứ nhất rơi vào phương án A và trọng âm thứ hai với phương án B và C. Vậy đáp án của câu này là A, physical. Question 5. Các hậu tố EER, ESE nhận trọng âm của từ nên phương án C và D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Từ có hậu tố TION trọng âm đứng vào âm liền trước nó. Vậy trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 với phương án B. Từ đó ta suy ra được đáp án của câu này là A, tomorrow. Question 6. Tương tự, các em dễ dàng tìm được trọng âm của phương án C và D là âm tiết thứ 2. Trường hợp television là ngoại lệ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Vậy đáp án của câu này là B, television.
Các em cùng làm bài tập luyện tập tổng hợp. Đây là dạng bài ngữ âm được trích từ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, gồm dạng bài phát âm pronunciation và đánh trọng âm stress. Question 1. Các từ ở phương án A, B, C đều có phần gạch chân là a, better, father, bigger. Riêng phương án D, reuse, phần gạch chân được phát âm là e. Vậy đáp án của câu này là D, reuse. Question 2. Ta thấy ba từ look, stop, watch đều có kết thúc là âm vô thanh nên đuôi ed được phát âm là t. Đáp án của câu này là B, visited. Với câu hỏi số 3 và số 4 trong dạng bài tập trọng âm, ta nhận thấy đều là từ có hai âm tiết. Vì vậy, các em có thể sử dụng quy tắc đánh trọng âm với từ có hai âm tiết để xử lý hai câu hỏi này. Question 3. Phương án A, C và D là động từ có hai âm tiết nên trọng âm được nhấn vào âm thứ hai. Phương án B là danh từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Vậy B là đáp án đúng. Culture. Question 4. Tương tự, phương án A, B, C đều là động từ, còn phương án D là tính từ. Vậy chúng ta chọn D, famous. Các em thân mến, như vậy cô và các em đã vừa ôn tập lại một số quy tắc phát âm và đánh trọng âm cơ bản. Một số dạng bài quen thuộc trong đề thi cũng được nhắc tới cụ thể. Nếu trong quá trình làm bài, các em có vướng mắc gì liên quan tới chuyên đề ngữ âm, các em có thể liên hệ với cô qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cô chúc các em ôn tập tốt và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Chào tạm biệt các em!